Hùng Lê xin được kính chào quý anh chị nhà đầu tư. Chúng ta cùng gặp lại và đồng hành với nhau ở trên bản điểm tin tuần trên kênh chứng khoán Chiến binh tiên từng có sóng cũng như trên kênh hùng Lê chứng khoán. Thì như anh chị em cũng đã quá quen thuộc rồi. Một tuần thì chúng ta sẽ có một bản tin video uh, phân tích uh, xu hướng thị trường ở trong tuần gồm bộ ba tham số chung của thị trường và sau đó thì chúng ta sẽ đi view ở uh, một số các cái danh mục cổ phiếu tiềm năng uh, rất là cơ bản đúng không ạ? Và hàng ngày thì chúng ta sẽ có một bản tin À, cứ mỗi khi chúng ta kết thúc à, một ngày giao dịch thì Hùng sẽ làm một cái bản tin video tổng hợp của ba tham nội chung để chúng ta xem thử là à với tín hiệu kết phiên ngày hôm nay à, thì thị trường của chúng ta tích cực hay tiêu cực hay là xu hướng à, dự báo nó sẽ đi như thế nào thì à, tất cả những cái nội dung đó sẽ giúp cho anh chị em cộng đồng nhà đầu tư của chúng ta sẽ có thêm à, những cái sự cập nhật à, đúng không ạ à, có thêm những cái góc nhìn tham khảo về xu hướng chung và như Hùng đã có phân tích chia sẻ trên thị trường chứng khoán Đúng ạ, chúng ta phân tích được sát Cái xu hướng của bộ ba tham đầu chung của thị trường Chỉ số VN index, chỉ số VN30 và chỉ số phá sinh Thì cái xác suất thành công của chúng ta sẽ được nâng lên rất là nhiều Bởi vì như các anh chị thấy đó Ví dụ như phiên giao dịch của ngày 6 tháng 8 Đúng ạ, sau đó thì uh, phiên giao dịch của ngày 6 tháng 8 Và sau đó thì chúng ta có phiên giao dịch của ngày uh, 6 ngày 7 đây thì khi mà chúng ta phân tích được cái xu hướng hỗ trợ của thị trường ví dụ như vậy à, tại thời điểm này thì như vậy là chúng ta nhìn thấy là tất cả các mã cổ phiếu đến thời điểm hiện tại đã có những góc tăng à, đã có những góc nhìn à, tăng khá là tích cực do đó thì cái việc mà chúng ta cố gắng làm sao để chúng ta phân tích được chúng đúng đủ à, bộ ba tham số chung thị trường thì à, điều đó nó sẽ là một cái kiến thức à, rất là quan trọng để bổ trợ thêm cho anh chị em nhà đầu tư trong cái quá trình mà chúng ta chiến đấu ở trên thị trường À, rồi và nội dung của bản tin tuần này thì như vậy cũng sẽ không có gì thay đổi tuần từ 26 đến ngày 30 tháng 8 phần thứ nhất thì chúng ta sẽ view lại bộ ba tham thu chung của thị trường ở trong tuần vừa qua phần thứ hai chúng ta sẽ phân tích một số các cái danh mục cổ phiếu tiềm năng thì cũng đã lọc ra à, những cái danh mục nó khá là cơ bản căn bản à, để giúp cho anh chị em nhà đầu tư ở trong quá trình mà chúng ta chiến đấu đúng không ạ thì à, gồm mã cổ phiếu trụ nhóm ngành bất động sản, khu công nghiệp, cổ phiếu ngành thép, bất động sản dân cư và nhóm ngành chứng khoán. Và trong cái thời gian vừa qua thì Nhung đã có chia sẻ ở các bản tin tuần thì nhóm ngành bất động sản dân cư, nhóm ngành chứng khoán đang là hai cái nhóm ngành trụ lực của thị trường. Cùng với đó thì chúng ta đã có xuất hiện một số các cái mã cổ phiếu cũng tăng tốt ở trong ngành trụ đúng không ạ? Và ví dụ như MWG, ví dụ như Mansan, Vinamilk, ở BVH thì tí nữa chúng ta sẽ đi phân tích. Và các anh chị lưu ý, à, tất cả những cái nội dung video ở trên video mang quan điểm cá nhân của ông Lê. Vì vậy, nhà đầu tư chúng ta cân nhắc trước khi xem, à, trước khi áp dụng. À, chúng ta tham khảo nhiều nguồn thông tin, được chưa? À, chúng ta tham khảo nhiều kiến thức, à, chúng ta tham khảo nhiều trang mạng, à, nhiều nguồn thông tin để làm sao đó à, chúng ta tổng hợp được một cái kiến thức à, cho mình à, tốt nhất, tối ưu nhất trong quá trình mà chúng ta đầu tư. Còn đối với góc độ cá nhân ông Lê, thì từ năm 2018 cho đến thời điểm tại, các anh chị có thể xem lại tất cả những cái nội dung video mà hùng đã có uh, chia sẻ đúng không ạ thì chúng ta vẫn như vậy thôi à, chúng ta vẫn như vậy à, tất cả những cái gì tốt nhất tất cả những cái gì nó chân thành nhất và tất cả những cái gì mà à, dưới góc nhìn của hùng lê hùng thấy rằng đó là những cái điều tối ưu nhất à, cho nhà đầu tư à, thì hùng sẽ chia sẻ vào tuyệt đối à, chúng ta không vì bất kể một à bất kể một cái tác nhân nào ở bên ngoài ví dụ không vì bất kể một cái đội nào nó xui nói thế này hoặc là tức là không chịu bất kể một cái áp lực từ một cái tổ chức nào hoặc là bất kể một cái 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 ý đồ nào đúng không ạ và chúng ta phân tích à, cố gắng làm sao đó để chúng ta phân tích cho nó đúng cho nó trúng cho nó đủ ở à, cái xu hướng chung của thị trường thì đó là cái mong muốn lớn nhất của cá nhân đồng lê khi từ 2018 đến bây giờ thì tiếp tục uh, chia sẻ với các anh chị những cái nội dung như vậy và hiện tại thì cũng đang là chuyên viên phân tích tại công ty cổ phần chứng khoán VPS và hiện tại thì VPS cũng đang có những cái chính sách rất là happy. Ví dụ như mở tài khoản thì các anh chị tài khoản mở mới thì sẽ được miễn phí 6 tháng giao dịch. Rồi có những cái gói về lãi suất 8% và có những cái gói lãi suất T cộng -t T5 T7 thì đâu đó chỉ có từ 4 trăm trên một năm. Đó thì đó là những cái chính sách rất là ưu ái cho khách hàng. Thì nếu như chúng ta đồng quan điểm đúng không ạ? Và chúng ta đồng những cái góc nhìn thì hùng cũng trân trọng kính mời anh chị em cộng đồng nhà đầu tư sẽ về với team của cá nhân đồng Lê tại công ty cổ phần chứng khoán VPS để chúng ta tiếp tục đồng hành ở trên một cái chặng đường dài có thể là 5 năm, 10 năm tới, 20 năm tới các anh chị nhá. Chứ không phải là chỉ có 1 2 ngày đâu. Thì đó là một cái cái định hướng khá là dài. Thì sẽ là như vậy các anh chị và thị trường tăng hay thị trường giảm thì hùng vẫn ở đây, vẫn làm các bản tin, vẫn chia sẻ kiến thức. thống nhất một cái quan điểm như vậy các anh chị nhé chỉ số VN Index từ phiên giao dịch ngày 19 đến ngày 23 thì hàng ngày chúng ta cũng đã có một cái bản tin ở những cái bản tin phân tích cập nhật rồi và đặc biệt là ví dụ như trong phiên giao dịch của ngày 19 thì chúng ta cũng đã có những cái nội dung định hướng về chỉ số VN của chúng ta sẽ hướng về ở khoảng khoảng quanh vùng 1275 điểm đúng không ạ và trên bản tin tuần thì cũng đã có nói rất rõ cái nội dung đó và trong cái quá trình đó thì chúng ta sẽ có các điểm test kỹ thuật ví dụ ở vùng 1245 đến vùng 1250 đẹp nhất và các anh chị để ý thấy là từ phiên giao dịch của ngày 19. Thì như vậy là VNI của chúng ta đã vượt lên được trên cái biên 1265 điểm ở đây và sau đó thì cũng có phân tích các cái điểm test cung kỹ thuật đúng không ạ. Và trong tuần thì chúng ta tiếp tục nâng cái target kỹ thuật của chỉ số VNI lên vùng 1285 đến vùng 1290 các anh chị và sau đó thì chúng ta uh, tiếp tục dự báo uh, cái xu hướng của thị trường sẽ tiếp tục gì uh, hướng về vùng 1.300 đến vùng 1305 điểm ở đây thế thì bước vào phiên giao dịch của ngày 23 thì như ông đã có phân tích dự báo cho các anh chị đây chỉ số VNI của chúng ta sẽ tiếp tục có gáp tăng và các cái điểm tạo gáp đó nó sẽ nằm ở khoảng quanh vùng 1288 điểm thì các anh chị nhìn thấy cây đến giờ đầu phiên đúng không ạ chỉ số VNI của chúng ta cũng đã có gáp tăng lên vùng 1 điểm và sau đó nó đi lập gáp các điểm lấp gáp mục tiêu sẽ là vùng 1275 điểm sâu hơn sẽ là vùng 1270 và điểm lấp sâu nhất của chỉ số VNI ở trong phiên giao dịch ngày hôm nay ở vùng 1277,3 và chúng ta có hai cây nến giờ phục hồi phiên chiều khá là tích cực nhờ sự hỗ trợ của nhóm ngành chứng khoán một số các mã cổ phiếu trụ nhóm banh đã giúp cho thị trường chúng ta phục hồi và đặc biệt là nhóm ngành bất động sản có DIG À, một số PDR một số các mã cổ phiếu bắt đầu phục hồi thì đã giúp cho chỉ số VNI của chúng ta vượt lại á à, vượt lại tăng lại và đây là hai cái nến giờ khá là quan trọng và đặc biệt một cái điểm nữa đó là giúp cho chỉ số VNI của chúng ta vượt lại vùng 1.285 điểm mặc dù không đóng cửa được ở cao nhất phiên nhưng ít nhất là lấy lại được mốc 1285 thì đây cũng là một cái xu hướng tích cực để à, anh chị em thị trường của chúng ta tuần tới à, sẽ có thêm à, nhiều cái góc nhìn tích cực hơn. Thì với góc độ hiện tại như này và với xu hướng vận hành của nhóm ngành thì chúng tiếp tục dự báo khả năng tuần tới thì đầu phiên tức là phiên giao dịch của ngày 26 đúng không ạ? Thì như vậy chỉ số VNU chúng ta sẽ tiếp tục hướng vùng 1290. Sẽ có những cái gáp tăng đẩy và sau những gáp tăng đẩy đó thì chúng ta kỳ vọng sẽ có những điểm test tích lũy ở vùng cách cái điểm test tích lũy thường vẫn tiếp tục đặt ở vùng 1275 điểm. Đây là biên trung tâm. Tức là 100 1275 cộng trừ các anh chị điểm sâu hơn thì sẽ là vùng 1270 còn điểm xa hơn điểm cao hơn thì sẽ là vùng 1280 đó ví dụ như vậy thì chỉ số VN của chúng ta sẽ có các điểm tức là sau gáp tăng đó thì nó sẽ có các cái điểm lùi lại à, test cung chỉnh nền và sau những cái điểm test cung chỉnh nền đó thì chúng ta sẽ gì ạ? chúng ta sẽ tiếp tục chúng ta à, xem à, trong phiên ở à, các cái lực đỡ của thị trường và kỳ vọng là chỉ số VN của chúng ta sẽ test thành công trên vùng 1270 1275 và target mục tiêu thì như chúng ta cũng có chia sẻ ở đầu video mục tiêu đầu tiên nó phải vượt được vùng 1290 và sau đó thì chúng ta sẽ hướng đến cái vùng cản tâm lý mạnh ở trong tuần tuần tới của chỉ số VNI ở vùng 1300 đến khoảng quanh vùng 305 và bây giờ thì chúng ta cùng nhìn chỉ số VN30 từ phiên giao dịch ngày 19 đến ngày 23 thì Nhung đã có chia sẻ rồi khi mà nhóm make up và lá Cap của chúng ta về đến vùng hỗ trợ kỹ tuyệt mạnh thì thị đường của chúng ta sẽ có mức tăng từ 2 đến 3 tuần và nếu như chúng ta lấy phiên giao dịch của ngày 6 tháng 8 là cái tuần tạo đáy thì như vậy là tuần này chính là tuần thứ ba à thị trường chúng ta tăng điểm và chỉ số VN30 của chúng ta thì cũng đã có mức tăng từ khoảng vùng 1291 và đóng cửa phiên tuần này là vùng 1321 điểm, tức là chỉ số VN30 của chúng ta cũng tăng được 30 điểm ở trong tuần vừa qua. Rồi và như chúng ta cũng đã có phân tích dự báo rồi hàng ngày thì quá là chi tiết rồi và trong tuần vừa qua thì cũng có phân tích dự báo về cái điểm hỗ trợ kỹ thuật à, quan trọng của thị trường ở vùng 1280 đến vùng 1285 điểm ở đây thì các anh chị để ý là trong phiên giao dịch ngày thứ hai thì sau khi mà vượt lên trên vùng 1295 thì gần như là gì à chỉ số vn30 ra chỉ test đến vùng 1295 điểm thôi và như vậy là chúng ta đã nâng được lần lượt các cái target kỹ thuật ví dụ ở vùng 1310 sau đó thì cũng tiếp tục nâng cái target kỹ thuật lên đến vùng 1323 các anh chị và chính thức tuần này 1323 của chỉ số vn30 thành công và 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 chúng ta xét ở trong phiên giao dịch ngày 23 thì chúng ta cũng dự báo là gì uh, vn30 sẽ kéo gáp lên vùng 1323 các anh chị nhìn thấy cây đến giờ đầu tiên ạ và sau đó thì nó lần lượt nó lấp thôi nó lấp ở vùng 1315 sau đó vùng 1310 và điểm sau hơn sẽ là vùng 1305 và trên thực tế thì như vậy là các anh chị nhìn thấy vn30 chúng ta lấp sát về vùng 1317,6 điểm và hai cây đến giờ phục hồi phiên chiều cực kỳ quan trọng và nó giá trị lắm các anh chị. Hai cây nến giờ này là hai cây nến giờ rất giá trị các anh chị để chúng ta giúp chúng ta định hình về cái cách vận hành của thị trường ở trong tuần mới. Đó và ít nhất là chỉ số VN30 chúng ta vượt lại được ở trên vùng 1320. Và với động thái này thì chúng ta sẽ tiếp tục dự báo ở phiên giao dịch ngày 26 thì gáp tăng sẽ đẩy lên quanh 1325 đến khoảng quanh vùng 1327. Rồi sau đó nó sẽ đi lấp và lần lượt thôi. Lấp đẹp thì nó sẽ lấp ở vùng 1315 còn điểm sâu hơn sẽ là vùng 1310 và điểm sâu hơn nữa sẽ là vùng 1305. Tức là cái câu chuyện là gì? Ở trong cái thời điểm cá ngắn hạn thì mình đánh giá rằng là cái 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 mốc hỗ trợ ở vùng 1305 à, 1305 của chỉ số VN30 đây là một mốc hỗ trợ khá là tích cực còn gọi là mốc mốc trung tính thì nó test lại ở khoảng quanh vùng 1310 là đẹp đó, test được trên vùng 310 là đẹp và khi mà thị trường chúng ta test tích lũy thành công tại những cái mốc hỗ trợ như thế này thì chúng ta sẽ tiếp tục nâng nâng ta các cái thuật của chỉ số vn30 lên ở vùng 1330 đến vùng 1335 và bây giờ thì anh chị em chúng ta sẽ nhìn chỉ số vn30 ở trên chart kỹ thuật ngày à, đúng không ạ thì các nội dung mà chúng ta phân tích ở trước đây thì chúng ta sẽ không nói lại và chúng ta chỉ nói đến cái đoạn này thôi vậy thì sau cái phiên giao dịch của ngày 21 tháng 8 đúng không ạ thì chúng ta tiếp tục có các phép thử các anh chị và hai phép thử của hai phiên giao dịch của ngày 22 và ngày 23 thành công khi mà chỉ số vn30 chúng ta test tích lũy thành công ở trên vùng 1310 rút chân lên và cây nến cây nến ngày đóng phiên của 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 phiên giao dịch ngày hôm nay của chỉ số vn30 là một cây nến ngày giá trị các anh chị là một cây nến ngày giá trị test lên và đóng lên được trên vùng 1320 và điều đó sẽ giúp cho chúng ta có thêm cái định lượng là gì có thể là gì chỉ số vn30 chúng ta sẽ tiếp tục tạo giá tăng đó lên ở vùng 1325 1327 ở đây rồi sau đó thì nó test tích lũy, tiếp tục test tích lũy và sau cây nến đẩy của phiên giao dịch ngày 21 thì có thể nó sẽ cần bốn cây nến. Thì có thể là phiên giao dịch của ngày thứ hai và muộn thì đến phiên giao dịch ngày thứ ba nó sẽ cho chúng ta chỉ dẫn. Trong trường hợp nếu chỉ số VN30 chúng ta tiếp tục vượt lên ở trên vùng 1325. Đó, ở VN30 thì vượt, vượt lên trên vùng 325 thì cái xác suất ở trong nhịp này thì VN30 chúng ta sẽ tiến đến ở trên trạng từng ngày sẽ là vùng 1340, khả năng là nó sẽ công lại cái đỉnh cũ ở đây. Và công lại cái đỉnh cũ đó nó như thế nào thì chúng ta sẽ vẫn tiếp và trong bản tin ngày hôm qua thì cũng có chia sẻ với anh chị rồi hiện tại đường rsi đang ở vùng quá mua cho nên là cái câu chuyện là gì không phải là cứ cứ vùng quá mua là nó chỉnh luôn đâu à nó có thể đi cả tuần ở vùng quá mua câu chuyện nó là như thế nhưng khi mà nó ở vùng quá mua rồi thì các anh chị lưu ý là chúng ta sẽ à, thứ nhất là chúng ta hạn chế đua đó đua mới cái thứ hai nếu có mua thì chúng ta sẽ nên cân các mã cổ phiếu chúng ta đang có vị thế ở trong tài khoản để làm gì để nhỡ như thị trường chúng ta có chỉnh thì à chúng tôi sẵn hàng rồi đúng không giống như kiểu đánh kho ấy các anh chị vừa tiền vừa tài khoản vừa tiền vừa tài khoản ở trong tài khoản như vậy vừa tiền vừa có cổ phiếu như vậy thì nó sẽ rất là an toàn đó rồi và bây giờ thì chúng ta sẽ đi phân tích chỉ số vn 30 f 1 m ở trên trạc kỹ thuật m 5 thì đối với phá sinh thì hàng ngày cũng đã có những cái phân tích cực kỳ chi tiết và cực kỳ sát các anh chị có thể theo dõi tất cả những cái bản tin video kết thúc ngày để chúng ta xem những cái nhận định, à tạo gáp ở vùng nào, test cung ở vùng nào, ví dụ như vậy và tất cả những cái điểm tạo gáp và những cái điểm test cung, Mồng phân tích về phá sinh thì cực kỳ sát, nói chung là cực kỳ sát, nó chỉ dơ lác một ít ít thôi nhưng mà về cơ bản về cái trend xu hướng là chúng ta phân tích cực kỳ sát đó và ví dụ trong tuần thì chúng ta đã lần lượt nâng các cái kỹ thuật, ví dụ vùng một hai chín ba, một hai chín năm. 1303 đến vùng 1305 sau đó tiếp tục nâng 1307 đến vùng 1310 và các anh chị nhìn thấy là trong phiên giao dịch của ngày 21 thì chúng ta hoàn thành cái target và tiếp tục nâng người ta ghét kỹ thuật tiếp theo lên đến vùng 1320 đến vùng 1322 thì đến thời điểm hiện tại là cái target này đã đạt lên đến vùng 1318 phết mấy đây này tức là ít nhất phiên ngày hôm nay đã vượt lên trên vùng 1318 đó và đồng thời thì chúng ta cũng đã có phân tích các cái điểm tạo gáp ở đầu phiên và các cái điểm test cung kỹ thuật lại và chúng ta sẽ zoom to chỗ này lên một tí à, để chúng ta nói đến trong phiên giao dịch của ngày 2 à chúng ta sẽ nói đến từ phiên giao dịch của ngày 21. Anh chị nhá. Thế thì sau khi mà chỉ số phá sinh nó vượt lên được ở trên cái vùng 1307 đến 1310 đây thì nó test này, nó test cái điểm 1297 đến vùng 1300 khá là đẹp. Và sau cái điểm test này thì như vậy á, như vậy thì tuần tới à tuần tới nó sẽ có những cái bước đệm tức là câu chuyện là gì? Tức là sau khi vượt thoát qua, sau khi vượt thoát qua cản thì xu hướng test lại cả. Đó là cái sự vận hành rất là thông thường của thị trường cổ phiếu, nó cũng như là 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 xu hướng chung thôi. Đó. Và các anh chị nhìn thấy là chỉ số vn30 mà phá tranh đây vượt qua. Rồi thì như vậy tuần tới cái điểm gọi là điểm tiềm năng sẽ ở vùng 1307 đến vùng 1310. Và bản thân thì trong phiên giao dịch của ngày 23 thì Hùng cũng đã có phân tích cho các anh chị vùng 1307 đến vùng 1310. Và các anh chị nhìn thấy là sau cái điểm nó không tạo gáp nhưng mà nó test luôn thì nó test đến 1310. Và phiên chiều tiếp tục à, trước khi mà kết thúc phiên sáng nó tiếp tục test 1310 và phiên chiều đẩy lên vùng 1318. Đó thì như vậy là câu chuyện là gì? Như vậy là chúng ta đã phân tích các cái vùng hỗ trợ rất sát cho các anh chị và các cái vùng cản kỹ thuật cũng như vậy. Đúng không ạ? Đây ví dụ như gáp tăng thì cũng có dự báo phiên ngày hôm nay khả năng cái điểm mắc nó sẽ kéo lên khoảng quanh vùng 1317. Đó thì phiên chiều nó kéo lên được vùng 1318. Đó thì câu chuyện nó là như vậy. Và với cái thiên hướng hiện tại như vậy thì chúng ta sẽ kỳ vọng điều gì? Tức là kỳ vọng phái sinh tuần sẽ test thành công ở trên vùng 1297. Đó, còn trong trường hợp nếu như nó chỉ test được ở uh, trong trường hợp nếu như nó chỉ test ở vùng 1305 1307 ở đây thì nó quá đẹp luôn các anh chị, quá đẹp luôn và khi mà chỉ số phá sinh test thành công ở các vùng mục tiêu như vậy rồi thì chúng ta sẽ hướng đến target 1320 và sau đó thì đương nhiên rồi vùng 1330 sẽ được tính toán ở trong tuần tới và phiên giao dịch của ngày thứ hai tuần tới thì nó sẽ thử tải ở vùng 1320 đến vùng 1322 và sau đó thì cũng sẽ tiếp tục chúng ta sẽ tiếp tục phân tích cho các anh chị trong các bản tin sau phiên giao dịch còn bây giờ chúng ta sẽ nhìn ở trên chạc kỹ thuật ngày thì ở đây các anh chị nắm được điểm 1340 này đây có một điểm cản đây có một điểm cản và hiện tại thì như vậy là phiên giao dịch của ngày 21 tháng 8 thì à, phá sinh của chúng ta cũng đã bứt qua được cái kênh xu hướng sau đó bứt qua được vùng 1305 và tiến lên vùng 1310 <laughs> và sau cái nến đẩy mạnh như vậy thì chúng ta có hai cây nến test và hai cây nến này cũng là hai cây nến thành công của chỉ số phá sinh à, theo quan điểm của Hùng như vậy à, nó test ở vùng 1310 và hiện tại thì chưa test đến vùng 1305 và chỉ mới test đến vùng không phiên ngày hôm qua cũng như vậy phiên ngày hôm nay cũng như vậy thì đây là hai cây nến test thành công thì chúng ta sẽ cần thêm phiên giao dịch của ngày thứ ba À, ngày thứ hai nó tiếp tục test vào phiên ngày thứ ba. Rất có thể phiên ngày thứ ba thì nó sẽ cho chúng ta chỉ dẫn một là nó bứt vùng 1322 để nó đi tiếp, hai là nó quay về à nó sẽ kiểm kiểm định lại. <laughs> Đúng không ạ? Nó kiểm định lại các cái vùng hỗ trợ kỹ thuật mà chúng ta đã có phân tích ở trên chart kỹ thuật giờ. Và đặc biệt là trên chart kỹ thuật ngày thì các anh chị lưu ý vùng 1285 đến vùng 1290. À, đang là cái điểm hỗ trợ kỹ thuật nét các anh chị, điểm hỗ trợ kỹ thuật nét của phá sinh và điểm nét này thì sẽ giúp cho chúng ta định hình về uh, cái xu hướng tăng trưởng của thị trường cơ sở ở trong uh, các cái phiên giao dịch tiếp theo. Ok. Rồi và phần tiếp theo uh, chúng ta sẽ đi vào nội dung phân tích một số các cái mã cổ phiếu uh, trụ lực của thị trường các anh chị nhé với à trong tuần chúng ta có dự kiến vùng chỉnh cung kỹ thuật ở vùng 67 đến vùng 68 trên thực tế thì nó chỉ chỉnh về khoảng quanh vùng 68.2 ở trong phiên dư ngày 20 thôi. Và target mục tiêu thì ở vùng 70 và sau đó hướng về vùng 73 thì tuần này nó đã hoàn thành 70 trên 70 và hiện tại thì nó đang tích lũy ở vùng 69 đến khoảng vùng 70. Như vậy tuần tới nó sẽ tiếp tục tích. À kỳ vọng tích ở thành công ở trên vùng 69 Các anh chị trên vùng 69 cộng à trên vùng 69 cộng thì như vậy là gì? Chúng ta sẽ tiếp tục hướng đến Uh, cái điểm điểm giữa giữa này thì khả năng nó sẽ hướng đến vùng 71.5 trước khả năng tại 71.5 thì nó rung lắc và xa hơn sẽ là vùng 73 ba uh, cổ phiếu Oman San ở trong tuần thì nó nỗ lực công vùng cảng cái thuật 80 mươi uh, Tuy nhiên kết thúc tuần thì nó vẫn chưa thể nào mà nó công thủng được uh, cái vùng 80 và nó đang dừng lại ở góc độ tích lũy ở vùng 76.7 đến vùng 77 như vậy tuần tới chúng ta sẽ tiếp tục đánh giá ở vùng này kỳ vọng tích lũy thành công vùng này mục tiêu sẽ là vùng 80 và điểm xa hơn sẽ là vùng 82 Vinamilk cũng là một mã cổ phiếu trụ được lọc ra phân tích khuyến nghị đầu tư và đến thời điểm hiện tại thì Vinamilk cũng đang hướng về những cái target kỹ thuật khá là cao ở vùng 77 đến vùng 78 mặc dù trong tuần vừa qua thì nó chỉ mới lên được đến vùng 76 thôi. À, tuy nhiên trên góc độ kỹ thuật thì chúng ta nhìn thấy các cái điểm test tích lũy ở vùng 73, 73.5 À, 73.3 ở đây khá là đẹp và tuần vừa qua thì nó cũng chỉ có phiên giao dịch ngày 2 thì nó chỉ có nhíu một tí thôi và sau đó nó lại vượt lại được trên vùng 74 cộng và với góc độ kỹ thuật hiện tại như thế này thì có thể tuần tới các anh chị nó có thể nó sẽ có những cái điểm gì? Những cái điểm test nhẹ lại ở khoảng quanh vùng 74 đến khoảng vùng 74.2. Kỳ vọng test tinh lũy thì trong thời điểm ngắn hạn thì chúng ta vẫn tiếp tục như vậy thôi. Target kỹ thuật vẫn hướng về vùng 77 và điểm xa hơn sẽ là vùng 78. BVH khá là đẹp và đặc biệt là trong phiên giao dịch ngày hôm nay thì BVH có một cây nến kết thúc tuần với lực đánh volume uh, tích cực đúng không ạ? Và các anh chị nhìn thấy từ phiên giao dịch ngày 6 tháng 8 thì như vậy đồng có phân tích cho các anh chị một cái điểm hỗ trợ kỹ thuật khá là then chốt ở vùng 42 42.3. Và sau đó thì chúng ta lần lượt chúng ta nâng được các cái target kỹ thuật và chính thức ở tuần này. Tuần này thì chúng ta có phân tích tiếp cái điểm test kỹ thuật ở vùng 43.5 đến vùng 43.7. Các anh chị cứ xem lại bản tin đi, nó có hết đấy. Đó. Và sau đó thì target mục tiêu ở vùng 45.5 đến 46 và phiên ngày hôm nay thì kết thúc ở vùng 46.3, khá là đẹp với lực đánh của dòng tiền như thế này thì chúng ta sẽ tiếp tục dự báo BVH có những điểm test nhẹ lại vùng 45.5 cộng trừ điểm sâu hơn nếu mà điểm test sâu thì có thể là vùng 45 hoặc là 45 hoặc là vùng 457 ở đây Nói chung là nôm na là sau khi nó bứt qua vùng 46 thì nó sẽ cần phải test cung lại và test đi thành công thì mục tiêu ở trong thời điểm ngắn hạn sẽ là vùng 47 và điểm xa hơn sẽ là vùng 48 Z cũng là một mã cổ phiếu trụ khá là hay và cũng lọc ra để phân tích cho các anh chị em. Đúng không ạ? Đây Z Rồi các anh chị nha. Thì đối với Zee, như chúng ta cũng đã có phân tích với cái đà hưng phấn của Z thì Z có thể tiếp tục sẽ kéo về ở khoảng quanh vùng 70.5 đến khoảng quanh vùng 71 và các anh chị nhìn thấy là cây nến giờ đầu của thứ hai, đúng không ạ? À, nó kéo. Và chúng ta có phân tích một cái điểm test cung kỹ thuật dự kiến ở vùng 69 và trên thực tế thì nó test khá đẹp ở vùng 69.5. Các anh chị nhìn thấy cả tuần đây và, bản chất là cây nến giờ trong đầu phiên giao dịch ngày thứ hai thì nó test 69 nó đẩy lên này. 69 đẩy lên à 69.5 đẩy lên này, 69.5 đẩy lên và hiện tại ở trong phiên kết tuần thì nó cũng chỉ quanh vùng 69.8 rồi đẩy lên như vậy thì tuần tới à di sẽ có các điểm test kỹ thuật ở khoảng quanh vùng 69.5 đến khoảng quanh vùng 69.9 điểm xa hơn sẽ là vùng 7, 70 và các kỹ thuật ở vùng 72 đến khoảng vùng 72.5 và như hùng đã có chia sẻ phân tích với các anh chị em đó là mã cổ phiếu png png sẽ là một mã cổ phiếu mà sẽ phân tích thêm ở trong tuần thì uh, thứ nhất là đối với mã cổ phiếu png uh, là ngành uh, ngành ngành bán lẻ các anh chị nhá và nó thuộc về cái ngành gia công hàng hàng trang sức đó các anh chị và hiện tại thì uh, cổ phiếu png cũng đã có những cái tín hiệu kỹ thuật rất là hay đó và bản thân thì hùng đã có phân tích chia sẻ với các anh chị rồi thì như vậy là và đã có khuyến nghị đầu tư uh, điểm cái 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 điểm trong thời điểm ngắn hạn ở đây nó có cái điểm chín chín mấy đây này mà chín mấy đây chín ba chín năm chín ba năm chín ba năm đến vùng chín mươi nó đang test tích lũy rất là thành công và đặc biệt là gì bắt đầu vào tuần này thì như vậy là PNC bắt đầu có một cái lực tăng tốt và sau khuyến nghị thì như vậy là PNC đã có lực tăng uh, ăn một cây trần và ở đây chúng ta tiếp tục có một số các cái cây nến để tiệm cận lại về vùng 110 và vượt qua được vùng 105 và bắt đầu nó tiệm cận đến vùng 110 đây có đẹp không anh chị đẹp chứ đó và sau những cái điểm sau những cái điểm kéo như thế này thì khả năng là vì vùng 110 nó vẫn là vùng cản kỹ thuật cho nên là nó sẽ có các cái điểm test kỳ vọng ở vùng 105 và điểm xa hơn điểm sâu hơn sẽ là vùng 103 Nói chung là chỉ có hai điểm này thôi rồi, và test kỹ thuật thành công ở hai điểm này thì như vậy là chúng ta sẽ hồ hởi phấn khởi điểm tiếp target kỹ thuật tiếp theo nó sẽ hướng về vùng 111 115. Và trên cái 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 góc độ mà target tuần nữa thì như vậy là chúng ta sẽ tiếp tục xây và khi mà, mà 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 PNG của chúng ta vượt qua được cái vùng 115 thì cũng sẽ tiếp tục xây các anh chị nhé Và trong team hùng lên thì cũng có những cái mã cổ phiếu trụ rất là hay, ví dụ GBR, mặc dù không có thời gian phân tích nhưng GBR được quý vị đầu tư FPT. Đó và ví dụ như hôm ngày hôm nay mình tiếp tục cùng giới thiệu cho các anh chị mã cổ phiếu pnc đấy thì uh, qua thời gian thì các anh chị sẽ thấy được là uh, những cái góc nhìn những cái đánh giá của cá nhân hùng lê đúng không ạ và uh, chúng ta gọi là gì các anh chị chúng ta happy đúng không ạ chúng ta happy với nhau cho nhau được kiến thức đấy là một cái điều quý và chia sẻ những cái giá trị À để mọi người cùng cố gắng cùng phấn đấu thì đấy cũng theo 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 quan điểm của Hùng đấy cũng là một cái điều rất là hay và ý nghĩa và chúng ta sẽ cố gắng để chúng ta làm. Nhóm ngành mà chúng ta sẽ đi phân tích tiếp theo đó là nhóm ngành bất động sản khu công nghiệp. Cổ phiếu KBC như vậy là KBC cũng đã hình thành đáy ở đây các anh chị, ở hai cái chóp chóp ở đây à, à, tuần giao dịch từ ngày mùng 6 đến ngày mùng 8 thì cũng đã có phân tích cho anh chị rồi và chúng ta nâng được cái target một lên vùng 26.5 và chính thức nó đã hoàn thành ở trong phiên giao dịch ngày 16 thì như vậy là chúng ta có dự báo tuần này thì nó sẽ test lại các anh chị nó sẽ test lại ở khoảng quanh vùng 26 và trên thực tế thì uh, nó chỉ test lại ở khoảng vùng 26.4 thôi và tiếp tục có một cây nến đẩy sau một cây nến đẩy đó thì cái target mà chúng ta đề ra ở trong tuần này á đối với mã cổ phiếu KBC ở vùng 27.8 đến vùng 28 chưa hoàn thành nó lên được đến vùng 27.5 và nó đang test lại thì những cái điểm test này thì theo quan điểm của mình cũng khá là đẹp 26.8 đến vùng 27.1 sẽ là biên test tích lý của KBC ở trong tuần tới. Còn trong trường hợp cũng có thể là gì, chúng có thể là nó nhíu lại. Các chị có thể nó nhíu lại cái điểm này, tức là điểm 26.4 thì tùy tình tình hình nhưng mà nếu đẹp là sẽ test ở trên này, còn điểm điểm điểm, điểm test sâu hơn ở đây thì nó sẽ kiểm tra theo cái kiểu là gì. Ở đây chúng ta có một cái, cái 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 cái, cái đáy thì ở đây có thể nó cũng sẽ như vậy, nó cũng sẽ nhóp lại ở đây một tí nữa rồi sau đó nó kéo lên. Thì target mục tiêu tuần vẫn là vùng 27.8 đến khoảng quanh vùng 28. Cổ phiếu SZC uh, trong tuần, đấy chúng ta dự kiến target tuần sẽ hướng về vùng 39. Thì uh, trên thực tế là nó hướng được về vùng 38.5 đấy nhé. Các điểm test kỹ thuật thì dự báo điểm 1 là 37.5 và nó loanh quanh thì nó test ở quanh điểm 1 thôi. Và phiên kết tuần thì nó tiếp tục test lại vùng 37.5 trước khi có hai cây nến phục hồi nhẹ ở cuối phiên. Như vậy tuần tới kỳ vọng sẽ ở khoảng quanh vùng... 37 chấm mấy đây này 37.4 à đó khoảng quanh vùng 37.4 đến khoảng vùng 37.5 à, 37.3 37.3 à, rồi ok khoảng quanh vùng 37.3 37.5 à, kỳ vọng test tích lũy thành công target 39 điểm xa hơn sẽ là vùng 40 cổ phiếu IDC ở à, trong tuần cũng đã có một cái mức phục hồi khá là tích cực đó à, điểm test kỹ thuật ở dự kiến ở vùng 60.3 đến vùng 60.5 Cái nến này không phải đâu các anh chị nhé Thường là không phải đâu Đấy, cái nến này không phải đâu Nó nhíu phát ở đầu phiên này Nó kéo lên, thường thường sẽ là như vậy Không phải đâu Nó không có cái giá vùng 60 đâu Đó Và target tuần ở vùng 62 Chính thức đạt 62 trên 62 Và chính xác nó phải là điểm test kỹ thuật Đây đây các anh chị này ở Chúng ta dự kiến vùng 60.3 đúng không ạ 60.5 thì phải đến phiên giao dịch của ngày 23 Phiên ngày hôm nay mình bắt đầu test đến vùng 60.5 này phục hồi và test vùng 60.5 phục hồi với cách như này thì khá là tích cực tuần tới có có nhíu thì nó sẽ nhíu về khoảng quanh vùng 61 rồi sau đó thì target tiếp tục vùng 62 và điểm xa hơn sẽ là vùng 63 tức là trong thời điểm ngắn hạn thì tip nó sẽ hướng về vùng 63 đến khoảng quanh vùng 6 60... à quên xin lỗi cả nhà IDC sẽ hướng về vùng 63 đến khoảng vùng 64 cổ phiếu VGC <laughs> VGC thì trong tuần có điểm tăng và cũng có điểm test. Đây thì VGC như vậy là chúng ta khả năng là cái tuần từ 6 đến ngày 16 là nó đã xây xong cái biên ở vùng 39 đến vùng 40. Target 1 ở vùng 44 thì hoàn thành đã chính thức hoàn thành tuần này chính thức hoàn thành. Đó, rồi và sau đó thì chúng ta tiếp tục hướng về vùng 46.5 đến vùng 47 nhưng mà lên được đến đây là khoảng vùng 45.5 thì nó bắt đầu còn nó quay trở lại test test cung lại như vậy tuần tới ở khoảng quanh vùng 4, 43 43.5 đến khoảng quanh vùng 44 kỳ vọng test tích lũy thành công target kỹ thuật vẫn là vùng 46.5 47 điểm xa hơn sẽ là vùng 48.5 đến khoảng quanh vùng 49 cổ phiếu tiếp um, tiếp thì hơi yếu một tí nhỉ yeah, hơi yếu một tí Uh, dự test ở vùng 23.5 và cản trên vùng 24.5 thì lên được khoảng quanh vùng 24.3 thì nó lại đang uh, đang đang nhíu lại ở đây uh, và các cái điểm nhíu này thì như vậy 23.5 23.7 tuần tới sẽ test mục tiêu sẽ là vùng 24.5 đến khoảng quanh vùng 25, bứt vùng 25 chúng ta sẽ phân tích tiếp. Và đối với nhóm ngành bất động sản công nghiệp thì uh, các anh chị lưu ý thêm một cái mã cổ phiếu này nữa, nó cũng là một cái mã cổ phiếu uh, nó mang tính chất đây là một một mã cổ phiếu với tăng uh, gọi là xu hướng tăng trưởng. Đúng không ạ? Và đầu uh, và và chúng ta nhìn thấy là cái giai đoạn hiện tại thì cái vôn ở trên chả cái tuần tuần nó đánh khá là tốt, đồng thời thì nó cũng đã test xong đáy, break kênh xu hướng và nó đã tiếp tục xây lại như Hùng đã chia sẻ ở vùng 64-65. Các anh chị đã có những cái vị thế gom ở quanh vùng 64-65 thì hiện tại đang rất là happy rồi đúng không ạ? Và sau đó chúng ta sẽ tiếp tục có những cái vị thế gom ở khoảng quanh vùng 70, hiện tại thì chúng ta cũng đã có 2 tuần mà nó test ở vùng 70. À, với xu hướng hiện tại như thế này và thuận thì chúng ta sẽ tiếp tục hướng vùng cả cái tôi 80 và điểm xa hơn thì 90 hoặc là 100, tức là nó về lại cái đỉnh cũ ở đây thì như vậy là các anh chị cũng đã có một cái target kỹ thuật tương đối uh, tích cực đối với mã cổ phiếu này. À nhóm này mình chúng ta sẽ đi phân tích tiếp theo, đó là nhóm ngành thép thì các anh chị lưu ý nhé Đối với thép hiện tại là thép đang tích lũy chỉnh cung chỉnh nền. Uh, tích lũy để hình thành đáy. Tích lũy để hình thành đáy và trong team thì ông Lê cũng đã phân tích khuyến nghị uh, cho những cái tài khoản mà chúng ta cầm thép bắt đầu gom thêm rồi uh, Gom thêm vị thế rồi các anh chị nhá Và có thể thôi, có thể tuần tới uh, thì thép nó sẽ bắt đầu chạy Thì uh, nó sẽ chạy song trùng với bất động sản dân cư thôi Và có thể ngành đầu tư công nó cũng sẽ chạy nhưng mà sẽ không có đủ thời gian để phân tích đâu uh, Cổ phiếu hòa phát ở trong tuần uh, chúng ta dự kiến cái điểm test kỹ thuật 25.4 Ui chà Phía này nét nhỉ, test 25.4 kéo luôn và tất cả kỹ thuật thì như chúng ta có chia sẻ ở đây rồi à, trước mắt thì hòa phát sẽ vướng vào cái vùng cản 25 à 26 và các anh chị nhìn thấy cả tuần thì nó xây này đấy các anh chị chạm lên rồi nó xây này chạm nó xây chạm nó xây như vậy thì à, cây nến giờ kết thúc phiên ngày hôm nay là một cây nến giờ rất quý giá của nhóm thép các anh chị tất cả các mã cổ phiếu thép chứ không riêng gì hòa phát đâu à, lực kéo mạnh à, và à, phục hồi à, nôm na nó là như vậy thì đây là một cây nến kéo à, bất chợt cho nên nó sẽ trả lại các anh chị chưa chạy được đâu 258 đến vùng 26 test thành công ở mục tiêu 26.5 và điểm xa hơn sẽ là vùng 27 27.3 Nam Kim, ở trong tuần chúng ta dự báo điểm 20.3, 20.5 và các anh chị nhìn thấy là từ phiên giao dịch ngày 6 cho đến thời điểm hiện tại thì Nam Kim đã xây ở vùng 20 đến vùng 23, 20.5 khá là đẹp rồi và khả năng đây sẽ là vùng đáy của Nam Kim ở trong nhịp chỉnh cung này. Uh, tuần này thì chúng ta cũng đã có xây target của Nam Kim lên vùng 22 và chính thức là đạt 22 trên 22 hoàn thành target xong thì Nam Kim lại tiếp tục test lại vùng 21 và các anh chị nhìn thấy này uh, nếu như chúng ta kéo cái đường line này sang đúng không ạ 20.7 đến vùng 21 đây 20.7 vùng 21 này nó test này rồi nó test rồi nó nó lại lên và 21.7 đến vùng 22 sẽ là cái biên test kỹ thuật tiếp theo của Nam Kim kỳ vọng test thành công ở trên vùng 21.7 hoặc là thậm chí là vùng 21.5 À, có thể hai điểm này có thể hai điểm này test đi thành công ở vùng này ở ta kỹ thuật chúng ta sẽ à, bắt đầu nâng dần lên và như vậy thì chúng ta sẽ tiếp tục hướng đến vùng cản kỹ thuật ở đây đó là vùng 23 vượt vùng 23 thì khi đồng sẽ xây lên vùng 24 hoa sen cũng à, có một cái đà phục hồi à, tích cực các anh chị ở trong phiên à, giao dịch của ngày hôm nay và trong tuần vừa qua thì như vậy là chúng ta cũng nhìn thấy này uh, kể từ phiên giao dịch ngày 6 cho đến thời điểm hiện tại thì như vậy là hoa sen đã xây thành công ở vùng 19.5 đến vùng 20 19.8 19.5 đến vùng 20 và đây có, có khả năng đây sẽ là cái điểm test đáy cuối cùng của hoa sen đúng không ạ và trong tuần vừa qua thì chúng ta xây target 1 của hoa sen lên vùng 21.5 chạm đến target thì nó test lại và các anh chị cũng nhìn thấy là các cái điểm xây của nó ở trên vùng 20.5 khá là đẹp tuần tới khả năng nó có những điểm test về vùng 20.8 đến khoảng quanh vùng 21 đây nốt lại đây để các anh chị nắm được và 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 các anh chị nhìn thấy là 20.8 đến 21 các cái bản tin mà ông phân tích ấy, nó là một cái dòng thời gian tuần này nó nối tiếp với tuần kia đúng không ạ và chúng ta không hề đứt quãng không hề đứt mạch bất kể một cái mã cổ phiếu nào cả mà chúng ta phân tích ở trên zoom đó ở trên 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 các bản tin tuần đúng không ạ và test tích lũy thành công vùng này thì như vậy là sớm thôi à, Hoa sen sẽ bắt đầu hướng đến các cái target mục tiêu xa hơn Đó là vùng 22 sau đó sẽ hướng đến vùng 23 à, VGS là một cái mã cổ phiếu mà à, các anh chị chúng ta đánh T T thì cực kỳ hay đúng không ạ Con này nó rất là nhạy Nhưng nó có chia sẻ rồi đặc tính đấy các anh chị này Đó ví dụ từ vùng 31 này Và từ vùng 31 thì như vậy cũng đã có xây rồi à, Sớm muộn gì thì, thì nó cũng về vùng 38 thôi Đấy, à, các anh chị sớm muộn thì nó cũng về vùng 38 thôi. Đây, những cái mũi tên chọc từ dưới này lên đến trên này, chọc từ dưới này lên đến trên này đấy là cái vùng target mục tiêu. Và tuần này thì nó đang tiến gần hơn bao giờ hết đến vùng 38 đến vùng 37.4 rồi. Lực cầu bắt khá là tốt và hai cây đến giờ phục hồi khỏe. À, đúng không? Và trong tuần vừa qua thì nó test vùng 35 cực khỏe luôn. Đấy. Các anh chị chúng ta dự kiến ở vùng 34 đúng không ạ? Nhưng mà trên thực tế thì sau khi mà nó À, kéo lên thì nó chỉ xây ở trên vùng 35 thôi và hai cây nến giờ ngày hôm nay thì nó cũng chỉ test về vùng 35 35.3 phục hồi lên vùng 37.4 với một lực kéo cuối phiên cực kỳ nét với cách như này thì ở vùng 36 36 7 à khoảng quanh vùng 36.7 đến khoảng vùng 37 có test thì nó trả lại ở đây và mục tiêu sẽ là vùng 38 bứt vùng cản 38 hướng tới target mục tiêu ở vùng 40 và như vậy thì khi mà à, nó quay lại ở vùng 40 trên 40 thì như vậy là chúng ta thấy là gì ạ? À như vậy là tuyệt vời đúng không ạ? TLH thì vẫn như vậy thôi. Vùng 58 đến vùng 6 cố gắng tích lũy. cả kỹ thuật là 6.6 điểm xa hơn sẽ là vùng 7. Và khả năng từ bản tin tuần sau thì chúng ta sẽ loại bỏ TLH ra khỏi danh mục phân tích tuần. Bởi vì thứ nhất đây là mã cổ phiếu pen. À, cái thứ hai nữa là nó chạy nó hơi nhìn nhảnh đúng không ạ? thì chúng ta tập trung chúng ta phân tích những cái mã cổ phiếu mà nó trụ lực. Được ạ. À, rồi. rồi, và bây giờ chúng ta đến một cái nhóm anh mà có thể rất nhiều anh chị em chờ đợi nhất trong bản tin tuần, đó là bất động sản dân cư. À, thì Như cũng có chia sẻ trên bản tin tuần à, video từ tuần ngày 19 đến ngày 23, bất động sản dân cư nhập cuộc đúng không anh chị? Và sau những cái thời điểm mà À, từ phiên giao dịch ngày 6 à, và tuần từ phiên giao dịch ngày 6 đến ngày 9 xong rồi từ từ 12 đến 16 thì chúng ta đã nhìn thấy được cái lực cầu các anh chị lực cầu bắt đầu đổ vào nhóm ngành bất động sản dân cư và đó là lý do để giúp cho à, chúng ta tiếp tục dự báo cái xu hướng phục hồi và các anh chị nhìn thấy là tất cả các mã cổ phiếu bất động sản dân cư trong tuần vừa qua đã tăng cực kỳ tốt đơn cử như xeo tăng từ vùng 15 lên vùng 17 các anh chị chia cho 2 trên cho 15 thì ra bao nhiêu phần trăm ví dụ vậy đúng không? là khá là tích cực rồi đúng không ạ đó sell dự báo điểm test tích lũy ở vùng 14.7 Target mục tiêu ở vùng 16 và trong tuần thì nó đã tiếp tục uh, hướng lên À, sau khi hoàn thành 16 thì nó đã tiếp tục hướng lên vùng 17 Và tại vùng 17 thì sell cũng đang tích lũy khá là đẹp các anh chị nhá Sell đang tích lũy khá là đẹp Cho nên tuần tới khả năng nó chỉ còn cái điểm test 16.5 đến vùng 16.7 Hoặc điểm sâu hơn sẽ là vùng 16 Tức là có thể đây các anh chị này Cây nến của phiên giao dịch ngày 22 nó test lại Thì có thể có một cái điểm test lại quanh 16 này được thôi Đó và sau khi test tích lũy thành công thì chúng ta à, nâng target kỹ thuật của lên vùng 18.5 đến khoảng quanh vùng 18.7 Cổ phiếu HDG HDG cũng à, khá là tích cực ở trong tuần vừa qua Đây anh chị chúng ta sẽ Đây à, Chúng ta có dự báo ở điểm 27.3, 27.5 là điểm test tích lũy à, Và target mục tiêu ở vùng 29 thì chính thức hoàn thành 29-29 đến -29 Và bây giờ nó bắt đầu nó quay trở lại nó test cung thì tuần tới ở vùng 28 đến khoảng vùng 28.3, 28.5 sẽ là vùng test. Mục tiêu à test tích lũy xây nền thành công ở vùng này thì target mục tiêu trong nhịp này hướng vùng 30 và điểm xa hơn sẽ hướng đến vùng 31. HDC dự kiến target tuần ở vùng 30. Điểm test cung ở vùng 28, 28.3, 28.5 thì như vậy là về cơ bản các anh chị về cơ bản là test vùng 28.5 thì như vậy là gì à, như vậy là chúng ta cũng thấy rằng các điểm test của HDC cũng rất là đẹp à, và cuối tuần thì nó đang xây ở vùng 28.4 đến vùng 28.7 dự kiến tuần tới à, sẽ tiếp tục xây 1 đến 2 cây đến giờ ở đây và nó test tích lũy thành công nói chung là test tích lũy thành công trên vùng 28.4 cộng thì target kỹ thuật tiếp theo là vùng 30 điểm xa hơn sẽ là vùng 31 Cổ phiếu Nam Long, trong tuần chúng ta dự kiến các cái điểm test cung kỹ thuật lại quanh vùng 38.7, target tuần hướng về vùng 41, các anh chị thành công, 41 trên 41, chính thức nhé, chính thức đạt 41 trên 41, đó, thì những cái bản tin tuần của Hùng là nó là như vậy, các anh chị, Hùng chỉ cho các anh chị các cái điểm test kỹ thuật, dự kiến và các cái target mục tiêu, đấy, đạt target mục tiêu này, tuần tới lại vùng 40, 40.3, test tính lý thành công ở vùng này, vượt vùng 41.5 và hướng, đến vùng 43 cổ phiếu KDH dự kiến test tích lũy ở vùng 36.5 36.5 36.5 trên thực tế thì nó test ở quanh vùng 37 target mục tiêu ở vùng 38 hoàn thành à, trả lại vùng 37 cho nên tuần tới khả năng nó chỉ lừng khừng ở khoảng quanh vùng 30 30 ấy thôi 37 cộng trừ thôi 37 cộng trừ rồi target 38, điểm xa hơn sẽ là vùng 39. Đạt Phương như vậy là dự kiến các điểm test kỹ thuật ở vùng 50 đến vùng 50.5 thì nó không có về, nó tiếp tục nó kéo và nó hoàn thành target vùng 53 và target vùng 55 thì chưa đến nơi. Và sau khi hoàn thành target vùng 53 thì nó đang test tích lũy như vậy thì tuần tới có thể là nó sẽ có những cái điểm gì ạ? Test lại ở khoảng quanh vùng 52, à, 51.5 đến khoảng quanh vùng 52, nôm na là ở quanh cái vùng này Để mục tiêu tiếp theo sẽ là vùng 55, sau đó hướng vùng 57 và có thể rất có thể nhịp này đạt phương sẽ hướng về à, lại cái đỉnh cũ ở khoảng quanh vùng 6x Rồi đây uh, cổ phiếu uh, chờ đợi của tuần, à, như vậy là chúng ta cũng đã có một cái lực đánh uh, rất là tích cực đúng không ạ và phiên giao dịch của ngày 12, 13, 14, 15, 16 cái tuần mà chúng ta có phân tích đúng không ạ? À tuần mà chúng ta có phân tích liên quan đến cái việc mà nó nhíu về đây một cái và nó nhíu về đây một cái tức là ở quanh vùng 21.5 đến vùng 22. hai à, chính thức tuần này thì như vậy là à, chúng ta đã hoàn thành tiếp cái cột mốc. Tức là tuần trước thì chúng ta đưa cái cột mốc là 24. Tuần này chúng ta đưa một cái cột mốc là 25 và tuần tiếp theo thì chúng ta đưa cột mốc là 26.5. Sau khi mà chạm vùng 25 thì các anh chị để ý thấy này, điểm test 1 này nó vòng lên và nó test điểm 2 và khá là đẹp vùng để ý thấy là trong phiên giao dịch của ngày 21 và ngày 22, ngày 23, ba phiên ba phiên mà thị trường chủ chúng ta test và cổ phiếu DG test khá là đẹp. Cho nên ở trong tuần tới nếu chuẩn test thì chuẩn test thì nó sẽ test về đâu? Test điểm trên này tức là khoảng vùng 248 còn nếu mà không chuẩn nét lắm mà nó lựa lựa thì nó ở khoảng quanh vùng 24.3 đến khoảng quanh vùng 24.6 test tư lũy thành công thì target chúng ta nâng lên vùng 26.5 các anh chị nha đất xanh trong tuần vừa qua cũng khá thành công giao dịch tích cực và tiếp tục tiệm cận lên đến cái vùng cảng kỹ thuật 16 À, các cái điểm chỉnh cung chúng ta dự kiến ở khoảng quanh vùng 13.5 đến khoảng quanh 13.7, 14 thì nó không về Và phiên giao dịch của ngày thứ hai thì như vậy là nó công cản luôn à, Nó vượt, à, nó công lên vùng 15 và sau khi bứt lên vùng 15 thì như vậy là hiện tại thì đất xanh tiếp tục hướng về vùng 16 Và đối với cổ phiếu đất xanh thì vùng 16 cũng đang là vùng cản tâm lý à, Do đó thì tuần tới chúng ta kỳ vọng hai cái điểm test cung quay trở lại Một là test lại vùng 15.5, hai là điểm 15 thực ra thì nếu đẹp nếu đúng đúng cái cái cách vận hành thì như vậy đất xanh nó phải test về khoảng quanh vùng 14.5 tức là vượt qua cản rồi nó phải quay trở về đấy nó test thì để chúng ta xem cái binh tình ở trong tuần tới cái cung cầu của đất xanh như thế nào thì như vậy là chúng ta lựa nhưng mà ít nhất là khoảng quanh vùng 15 đấy chúng ta dự dự báo như vậy khoảng quanh vùng 15 đến vùng 15.5 đó Cổ phiếu Novaland cũng có đà giao dịch tích cực, các anh chị lực cầu tốt lực cầu tốt đặc biệt là từ phiên giao dịch của ngày 16 và sau khi Novaland có những cái tuần xây chúng ta có phân tích cái điểm ở đây đó là vùng 11 đến khoảng quanh vùng 11.3 và à, Novaland chính thức tuần này thì đã hoàn thành cái target mục tiêu ở vùng 12.3 12.5 đây là điểm 12.5 sau khi bất qua vùng 3.5 thì nô test điểm 1 điểm 2 và ba lần nô quay lại vùng 2.5 và cả cả ba điểm này thì về cơ bản là thành công và đặc biệt là hai cây đến giờ kết thúc của phiên giao dịch ngày hôm nay với lực kéo khoảng sắp chỉ khoảng gần uh, 10 triệu uh, trên một cây đến giờ tức là khoảng hai cây đến giờ này là đã gần 20 triệu rồi đó thì đó là hai cái lực kéo khá là tốt và với đài hiện tại như thế này thì khả năng là Novaland có test thì nó cũng chỉ test lại cái mút nến này thôi tức là nó test lại quanh vùng 13 hoặc là vùng 10 mười 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 12 9 ở đây này đó, nó test lại nhíu nhíu ở đây rồi thôi đó rồi sau đó thì ta mục tiêu ở nhịp này nó vẫn sẽ hướng về khoảng quanh vùng 14 PDR cũng rất tích cực sau những khuyến nghị mua ăn hai cây trần và bây giờ thì nó cũng đã hoàn thành được cái cột mốc ở vùng 20.5 đến khoảng quanh vùng 21 ở trong tuần vừa qua Dự kiến test ở điểm 18.2, 18.3 thì các anh chị nhìn thấy đấy, nó không có test đâu. Nó về nó tạo gáp luôn và nó chỉ lấp lại gáp ở vùng 19 thôi. Rồi và tuần này thì nó sẽ tiếp tục hướng đến cái vùng cản kỹ thuật 22. Các anh chị nhé, vùng 22 là vùng cản ngắn và cũng tương đối là mạnh đối với cổ phiếu PDR ở trên sạc kỹ thuật ngày. Cho nên khả năng ở vùng này thì PDR sẽ nghỉ ngơi và các điểm nghỉ thì theo quan điểm của mình nó sẽ ở khoảng quanh vùng 20.6 đến khoảng quanh vùng 21 điểm sâu hơn sẽ là ở vùng 20.2 chính là cái điểm của nó vừa break qua chính là điểm nó vừa break qua đúng không ạ chính là cái target mục tiêu mà chúng ta đã xây ở trong tuần uh, từ phiên giao dịch ngày 12 đến ngày 16 đó, đó. các anh chị lưu ý như vậy thì có thể là nó sẽ test lại ở vùng 20.2 Nhóm ngành mà chúng ta sẽ đi phân tích tiếp theo đó là nhóm ngành chứng khoán. Thì đối với nhóm ngành chứng khoán thì các anh chị có thể theo dõi lại cái bản tin ở trong phiên giao dịch ngày 7 tháng 8 đúng không ạ? Ông có phân tích cái vai trò của nhóm ngành chứng khoán trong việc là dẫn dắt xu hướng thị trường ở trong cái nhịp sóng hồi. Và các anh chị để ý thấy là chỉ số VNI của chúng ta phục hồi được như thế này. nhờ công từ phiên giao dịch ngày 6 tháng 8 nhá. Thì phiên giao dịch ngày 7 tháng 8 là ông có làm một cái bản tin video lúc đó khoảng tầm độ 10 giờ. 10 giờ sáng ngày 7 tháng 8 các anh chị có thể xem lại đi thì cái vai trò của nhóm ngành chứng khoán nó có một vai trò cực kỳ lớn các anh chị và thị trường chúng ta tăng được đến thời điểm này thì cái vai trò của nó các anh chị cũng thể nhìn thấy rồi tất cả các mã chứng khoán đều đã tăng và chính thức ở tuần này thì các mã chứng khoán gần như cũng đã hoàn thành được những cái target tuần mùng đề ra và những cái target đó là những cái target rất cao các anh chị đó ví dụ như VCI nó tăng từ uh, nếu mà chúng ta lấy ở phiên giao dịch ngày ngày 7 á, đây, ở quanh vùng 42 và bây giờ nó đạt lên vùng 48, tức là tăng 6.000 đồng trên một cổ phiếu. Và đấy là một mức tăng cực kỳ khép. Trong vòng chỉ có 3 tuần mà tăng 6.000 đồng các anh chị, 6.000 đồng trên một cổ phiếu đó là mức tăng cực kỳ khép. Đó. Vậy thì như vậy là gì? cái cách thức mà chúng ta chia sẻ với nhau đó là chia sẻ về giá trị đúng không ạ? Và khi các anh chị mà cảm thấy là ok rồi, đúng không ạ? Đồng hành rồi thì như vậy là mời các anh chị về với team thôi. VPS thì uh, hiện tại những anh chị đã biết rồi, thị phần thì bây giờ không có không có ông nào cạnh tranh được cả. Đúng không ạ? Từ uh, thị phần của HSX HNX với cả upcom với phái sinh là bây giờ số 1 rồi, không có số 2. Đó, tức là để có số 1 như vậy thì chúng ta thấy rằng là cái đội ngũ nhân viên của VPS là cực kỳ chất lượng, cái đấy là phải khẳng định là như thế, đúng không ạ? Cái thứ hai nữa là các cái chính sách của công ty À, không thể nào mà một cái công ty không có những cái chính sách tốt mà lại thu hút được nhiều nhà đầu tư về đến như vậy chắc chắn là không có tức là nó song hành hai cái à, đội ngũ uh, nhân viên thì rất là ok đấy cái 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 đội ngũ chất xám ấy à, năng lực chất xám rất là ok và cái thứ hai nữa là chính sách à, vậy thì chính sách thì chúng ta thấy rằng là trong tuần vừa qua thì uh, vb đã cho những cái chính sách rất là happy mở tài khoản mở mới miễn phí sáu tháng giao dịch các anh chị phí không đồng về đây mà giao dịch về một quẩy đúng không ạ Thứ hai là lãi suất vừa có gói 8% trên một năm nét căng rồi sau đó tiếp tục có gói T3 à xin lỗi cả nhà T5 T7 lãi suất thấp nhất 4,5 phần trăm trên năm cứ T5 nếu trả đúng hàng là chỉ có 4,5 phần trăm một năm thôi các anh chị làm gì còn cái chỗ nào rẻ hơn như thế các anh chị quay tay thì có mà nát cả thị trường đúng không ạ đấy thế thì như vậy là gì như vậy là chúng ta chia sẻ những cái giá trị như vậy để các anh chị cũng nắm được các anh chị nhé Ok còn đúng sai thì thôi thì có đúng có sai chứ cũng không thể nào mà đúng hết được đâu đúng hết thì thành thánh nhân rồi và cũng chả có ai mà phân tích được đúng cả đâu mà chúng ta chỉ phân tích dựa trên những cái dữ liệu thôi và cố gắng làm sao đó để cho nó sát nhất thôi các anh chị Cổ phiếu VCI chúng ta dự báo phân tích ở vùng 45.7 đến vùng 46 và cả kỹ thuật ở đây là vùng 48, 48.5. Tuần này chính thức đạt 48 trên 48 và hiện tại thì cũng đánh giá rằng ở vùng 48, 48.5 là vùng cả kỹ thuật khá là mạnh của cổ phiếu VCI. Do đó thì khả năng trong tuần nó sẽ có những cái điểm test lại ở khoảng quanh vùng 46.8, 46.7 và điểm sâu hơn thì tiếp tục test lại ở vùng 45.7 đến khoảng quanh vùng 46 ở đây. Có thể là nó sẽ chạm cái vùng cản ở đây và nó sẽ test lại và test thì thành công À, test các anh chị lưu ý test tích lũy thành công thì khi đó chúng ta mới tiếp tục dự báo à, cái khả năng phục hồi của nó à, tiếp tục tiệm cận lên quanh cả cái thuật ở vùng 50, HCM lực đi cực tốt và <laughs> trong tuần chúng ta dự báo cái điểm chỉnh cung ở 26.7 đấy các anh chị nhé và target tuần thì chúng ta dự báo ở vùng 28.5 chính thức hoàn thành target tuần và ở đây chúng ta có hai cây nến giờ kéo kết thúc phiên với lực cầu khá là đột biến đặc biệt là cây nến giờ này thì như vậy là chúng ta đã có cây đến giờ test thứ nhất và có thể tuần tới vùng 28, 28.3, 28.5 nó sẽ tiếp tục test lại một đến hai cây đến giờ. Ta các cái thuật tiếp theo của chị em hướng về vùng 30. Cổ phiếu SSI à, lực đi cũng rất tích cực ở vùng 31.8 đến vùng 32 đó là biên mà chúng ta dự báo hỗ trợ test kỹ thuật và cả kỹ thuật chúng ta dự báo điểm 33.5 điểm xa hơn sẽ là vùng 34.7 đến vùng 35 tuần này chính thức hoàn thành vùng 33.5 và hai cây nến giờ kéo ở kết phiên cũng là hai cái nến giờ kéo hết sức là tích cực cho nên là có thể đà hưng phấn sẽ giúp cho cổ phiếu uh, SSI tiếp tục kéo về khoảng quanh vùng 34 và sau đó thì chúng ta kỳ vọng các anh chị kỳ vọng nó sẽ test trả lại uh, nếu như đẹp các anh chị nhá uh, chúng ta thuần về kỹ thuật thì như vậy thôi nếu đẹp thì chúng ta sẽ uh, uh, lấy 1 phần 2 của cái thân đến này tức là nó sẽ ở khoảng quanh vùng 33.3 đó còn nếu sâu hơn sẽ là vùng 32.7 đến khoảng vùng 33. Nôm na sẽ là vùng này, test đi thành công, ta kỹ thuật 434.7 đến khoảng quanh vùng 35. Cổ phiếu VND à, cũng đang à, hình thành những cái bước đi à, khá là tích cực rồi, đúng không ạ? Đây. Thì trong tuần chúng ta dự kiến ở vùng 14.65 đến vùng 14.8 test tích lũy lại ở đây và trên thực tế thì nó test lại được ở khoảng quanh vùng 14.9. Target kỹ thuật ở vùng 15.8 đến khoảng vùng 16 thì đã chính thức gọi là chưa đạt được 16 nhưng mà như thế này là cũng là quá là nét rồi đúng không ạ? Và sau đó thì uh, bây giờ nó đang có những cái điểm test lại và tuần tới ở vùng 15.25 đến khoảng quanh vùng 15.4 test lên thành công. Target kỹ thuật 16 và điểm xa hơn uh, chúng ta sẽ hướng VND về khoảng quanh vùng 16.5 cổ phiếu FTS cũng khá là nhạy con này thì nó nhạy lắm khi nó kéo thì nó viu viu viu. đây các anh chị từ phiên giao dịch ngày 6 bây giờ từ vùng 36 mà kéo lên vùng 44 rồi tức là cũng tăng 8.000 đồng trên một cổ phiếu rất là nhanh Ờ đó cho nên là cái vai trò của nhóm ngành chứng khoán nó, nó nó cực nhanh như vậy các anh chị và 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 đó là lý do làm sao mà phiên giao dịch ngày 7 tháng 8 là cũng phải ngay lập tức cũng phải làm các cái bản tin liên quan đến nhóm ngành chứng khoán để gửi đến anh chị em cộng đồng nhà đầu tư vùng 42.5 đến vùng 43 đó là vùng hỗ trợ kỹ thuật ở trong tuần vừa qua cả kỹ thuật ở vùng 44 thì chính thức hoàn thành 44 trên 44 rồi và với đài hiện tại như thế này thì khả năng tuần tới nó có test thì nó cũng sẽ test nhẹ lại ở khoảng quanh vùng 43 đến khoảng vùng 43.5 Tức là có thể có những cái cây nến giờ nó nhíu lại đây, nó nhíu lại đây và sau những cái điểm test tích lũy đó thì mục tiêu vẫn là gì? Mục tiêu vẫn là hướng về vùng 46. SHS hiện tại cũng đang có xu hướng tích lũy tích cực đó các anh chị uh, kênh xu hướng của nó đây Đấy, từ phiên giao dịch ngày 6 cho đến thời điểm hiện tại thì như vậy là SHS cũng bắt đầu uh, hình thành hình thành một cái kênh xu hướng tăng tăng trưởng đây đúng không anh chị đấy bắt đầu hình thành kênh xu hướng tăng và trong tuần vừa qua thì chúng ta dự báo biên 15 8 đến vùng 16 ok có 15,8 đến vùng 16 target kỹ thuật tuần ở vùng 16 8 đến vùng 17 ok có vùng 16 9 chưa lên đến vùng 17 nhưng ít nhất là gì đó thì như vậy là chúng ta cũng dự báo rất là sát À, các cái target còn cái nến này không phải đâu các anh chị nhá cái nến này là cái nến ảo à, đúng không ảo ma rồi tuần tới thì sẽ ở khoảng vùng 16.4 đến vùng 16.5 kỳ vọng test thành công ở vùng này mục tiêu 17.5 điểm xa hơn sẽ là vùng 18 VX cũng đã khá là ok rồi à, các anh chị nhá và đến thời điểm hiện tại thì VX cũng bắt đầu hình thành nền và bắt đầu có xu hướng phục hồi lực cầu tốt đúng không ạ và tại cái vùng 10.8 đến vùng 11 là ông đã có phân tích rồi và nó test điểm 1 ở bên này nó sau đó nó tiếp tục test điểm 2 ở phiên giao dịch ngày 15 16. Và ông đã đưa target thứ nhất của VX lên 12 thì chính thức tuần này đã đạt 12 trên 12. Tức là tuần trước chúng ta xây ở vùng 12 nó chưa đạt, nó chỉ lên được đến vùng 11.9 thôi. Đúng không ạ? Và tuần này thì đạt rồi. Đó. Và sau đó thì sau những cái điểm test tích lũy ở vùng 11.5 đến vùng 11.7 trên thực tế thì nó test ở vùng 11.8 à 11.75 ở trong tuần vừa qua và nó bắt đầu xuống phục hồi tuần tới ở vùng 1.8 đến vùng 12 test tiêu thành công target kỹ thuật chúng ta nâng lên vùng 12.8 đến khoảng quanh vùng 13 cổ phiếu AGR cực nhạy luôn thằng AGR này cũng rất nhạy rất nhanh chạy nhanh lắm và AGR cũng xây được một kênh xu hướng đấy anh chị xây kênh xu hướng ở trong tuần thì cũng có dự báo là vì cái cây nến của ngày 16 này nó kéo khỏe quá nên là chúng ta dự báo test lại ở vùng 17.5 đến vùng 17.2. Nhưng uh, trên thực tế, các anh chị trên thực tế thì nó test ở vùng 17.8 thôi. Tức là lực, lực lực test rất khỏe, kéo lên và sau đó test lại ở trên vùng 17.8. Target tuần thì cũng có dự báo ở vùng 19 thì 10 10 10 10 10 18.8 đến 19, đây là lên đến 18.95. Còn có 0.15 nữa thôi anh. À nhầm, nói còn không cần không 0.05 hồi đầu 0.05 nữa chạm target 19. Đấy khá là sát đúng không ạ? Rồi, và bây giờ thì chúng ta có vùng 18.4 đến vùng 18.5, khả năng tuần tới sẽ test tích lũy, test tích lũy thành công thì dự kiến break vùng 19 và hướng đến vùng 20. 20 các anh chị AGR à, chạy nhanh lắm à, ờ, cổ phiếu VDS cũng chạy nhanh lắm con này cũng nhanh rất nhanh và hay nói chung con VDS hay đó chạy nhanh lắm từ vùng 19 cho từ vùng 19 đây mà lên đến vùng 22 là cũng ăn 3.000 đồng rồi đúng không ạ rồi tuần này chúng ta dự báo vùng 20 20.5 trên thực tế thì tạo gáp và chạy luôn hoàn thành luôn cái target mục tiêu ở vùng 22 À, sau khi chạm vùng 22 này test này rồi chạm 22 test này cho nên là cái điểm 21.4 21.6 quá đẹp tuần tới nếu có thì nó chỉnh về đây gọi là sâu thì chỉnh về đây còn nếu không thì nó chỉ khoảng quanh vùng 21.8 thôi mục tiêu là kéo về vùng 23 vượt vùng 23 thì phân tích tiếp à, cổ phiếu OR ORS ORS thì hơi chậm chân hơn một tí nhưng mà nó vẫn khá là ok Đúng không? tuần vừa qua chúng ta dự báo ở vùng 12.6, 12.7 này. Cản kỹ thuật 13. Ok, công điểm 1, công điểm 2 và tuần này hai lần công 13 nhưng mà à, về cơ bản thì đóng cửa tuần là thành công. À, tuy nhiên là chúng ta cần phải đánh giá thêm ở vùng 12.8 vùng 12.9. Test tích lũy thành công thì <laughs> nhịp này chúng ta sẽ tiếp tục hướng ORS về vùng 15. À xin lỗi cả nhà 13.5. À, cổ phiếu CTS ở đây trong tuần chúng ta dự kiến ở vùng 37 37.3, trên thực tế thì nó test dưới vùng 38 một tí và target tuần ở vùng 40 thì chính thức là hoàn thành 40 trên 40, thậm chí điểm 1 là hoàn thành 40 nó test này. Điểm 2 hoàn thành 40 thì khả năng cũng test. Cho nên tuần tới ở khoảng quanh vùng 38.5 đến khoảng quanh vùng 39 test tích lũy thành công, nâng target kỹ thuật của CTS lên vùng 42. Khá là cao đấy, các anh chị khá là cao đấy. Và chúng ta nhìn thấy là từ từ đây này, từ phiên giao dịch ngày 6 đây. 34 cho là phiên 34 34 mà lên đến vùng 40 là cũng được 6.000 rồi. Và nếu như mà hoàn thành lên được target ở khoảng quanh vùng 42 là cũng được 8.000 đồng trên một cổ phiếu. MBS MBS cũng khá là đẹp. Trong tuần chúng ta dự kiến vì cái điểm kéo này khá là gấp cho nên là cũng có dự báo ở khoảng quanh vùng 26 8 đến vùng 27 và trên thực tế thì nó tạo gáp luôn, nó tạo gáp luôn bởi vì là gì cái đà hưng phấn của nó đang có mà và nó test ở trên vùng 27 khá là khỏe target tuần ở vùng 29 chín à, chính thức 29 đến 29 nhá đạt đây cái nến này là chính thức 29 đến 29 này nó nhúi lại một tí thì như vậy là đối với MBS ở tuần tới có thể vì vùng 29 là vùng cản cho nên là nó có thể nó sẽ có một cái điểm nhíu nhíu lại đây và vùng 27.6 đến khoảng quanh vùng 28 sẽ là biên test tích lũy test thành công thì như vậy ta ghét cái thuật vùng 30 và trong trường hợp nếu như cổ phiếu MBS mà vượt vùng 30 thì 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 toan tức là nếu như MBS mà vượt vùng 30 thì như vậy là nó hết luôn cản rồi các anh chị phía trước nó không còn cản nữa đâu cho nên là cái câu chuyện là tuần tới cũng sẽ là một cái tuần có nhiều câu chuyện để chúng ta kể với hai mã cổ phiếu CTS và MBS bởi vì hai thằng này nó hay đi cặp với nhau à, giống như cặp bài trùng ấy hay là cặp bồ ấy hai thằng này nó hay đi cặp với nhau và hai thằng này thường thường khi nó chạy là nó sẽ chạy xanh đầu tiên và nó sẽ chạy đầu tiên của thị trường thì à, tuần tới sẽ là chúng ta sẽ có nhiều câu chuyện để chúng ta phân tích thêm về xu hướng OK, thì bản tin tuần xin phép được tạm dừng tại đây, các anh chị nhé. À, chia sẻ ngắn gọn như vậy thôi. À, rất là xúc tích. Kính chúc các anh chị nhà em nhà đầu tư. À, chúng ta có ngày nghỉ cuối tuần, vui vẻ và happy. Tuần tới thì chúng ta sẽ dạo rực để chúng ta tiếp tục đón nhận nhóm ngành chứng khoán sẽ tiếp tục bật tăng. Nhóm ngành bất động sản dân cư à, sau điểm test thì tiếp tục kéo và có thể sóng ngành thép sẽ là một cái sóng ngành tiêu điểm của tuần à, giao dịch tiếp theo và tuần cuối cùng của tháng 8 Thì trên đây là một vài các cái góc nhìn. Uh, gửi đến anh chị em cộng đồng nhà đầu tư ở chúng ta tham khảo